Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Peter's Stringer của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Vẫn là kết hợp các hạt vòng màu trắng ở giữa cái chữ này. Chữ tiếp theo là chữ A này. Bây giờ thì mình sẽ sâu một cái vòng màu vàng nhạt ở giữa này, một hạt vòng màu đỏ đi. Và màu xanh dương. Ba cái hạt vòng ở giữa để mình sẽ tạo cái khoảng cách giữa hai cái chữ Peter và Stringer, để khi mà mình nhìn vào thì mình có thể phân biệt được hai cái chữ này là cách rời nhau ra đúng không? Mình viết chữ Peter nhé. Cái chiếc vòng này thì nó cũng đã đủ cái độ dài rồi, mình sẽ không cần sâu thêm nữa nhé. Mình kéo các cái phần vòng này vào giữa. Sau đó thì mình sẽ buộc dây vào đây.
Bây giờ thì các bạn thấy là mình có một đoạn dây nó thừa ra như này, mình sẽ không cắt hết đi, mình sẽ để sâu vào bên trong các cái chữ này nhé. Quan vòng nó sang đây như này, cái chiếc vòng của chúng ta sẽ được chắc chắn hơn. Rồi, và như vậy thì mình đã hoàn thành xong chiếc vòng tay mang tên là Stranger rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.